Hàng về lô cuối cả nhà ơi, lần này là lô cuối cùng luôn, chỉ có vài trăm ngàn mà được cái điện thoại nè của Nhật nha, chống nước nha, đó của Nhật nha. À, về lần này là được cỡ hơn trăm cây, hơn 100 cây luôn đó. Em nhúng vô nước, mở video cho cả nhà xem nè, cả nhà dám làm không đó. Em thách iPhone 15 Pro Max luôn đó. iPhone 15 Pro Max làm được nhưng mà cực kỳ sót tiền, nhúng nước là xanh mặt luôn đó. Còn cả nhà làm theo là có cơ hội đi mua điện thoại mới luôn nè, nhúng nước nè, quậy nè, nè. Đó, ok chưa? Thì con này thì vẫn dưới 800 thôi mà nó cực ngon. Màn hình là kính sapphire nha, không một vết xước luôn. Kính sapphire là sao? Đây em test cho cả nhà. Em bán đồng hồ đúng không? Test kính sapphire rất là dễ nè, mình bóc một giọt nước lên, nhiễu vô. Đó, nó động lại. À, kính sapphire hoặc là kính tráng sapphire là nó sẽ động nước dày. Đó, cả nhà làm thử đi, không được vậy đâu. Đó. Kính sapphire mới được dày nha. Rồi, màn hình 5 inch HD rất rất đẹp cả nhà. Độ sáng nè, rất là cao ha. Nói chung là tầm dưới 800 ngàn thì như vậy là quá đủ rồi cả nhà, không thể mà đòi hỏi hơn nữa. Đây nó 8 nhân nha cả nhà, lần trước là em bán con này cho nó chỉ 4 nhân thôi, con này 8 nhân là nó sẽ mạnh hơn 4 3 5 ha, 8 nhân chơi được Free Fire Liên Quân luôn đó, là ok chưa? Rồi 8 nhân bộ nhớ là 16 GB RAM, 2 GB màn hình 5 inch HD, kính sapphire. Đó, Android 6 ha, cũng thể cài được hết luôn, dép lào, phở bò, Zalo, TikTok này kia là ok, hết sảy luôn. Ví dụ test game cho nhà coi nè, đây là những game nhẹ thôi, nhưng mà em có bán nha. Đây là 200 game thùng, em sẽ bán với giá là 100 ngàn, tại vì cài lâu rồi, lâu. Đó. Ví dụ vô một trò game đi. Đây. Ừ, thấy chưa? 3 chấm tai nghe 3.5 nè, cổng sạc nè, này kia. Nước đồ này kia thoải mái ha. Đó. Cái này mình có thể kết nối tay cầm mình chơi luôn nha cả nhà. Có đi cảnh với lại đó. Coi phim cũng được luôn. Thì em sẽ tặng cho nhà 200 kênh TV ha, 200 kênh TV. Đó, 200 kênh TV luôn nha cả nhà. Đã không? Coi rõ không? Kênh TV miễn phí nha. Anh em nào thích thì cứ bình luận thì em tặng luôn. Đó. Thì lâu lâu nó sẽ có kênh bận, kênh rảnh. Đó, ok chưa? Rất là nhiều đài nha, 200 kênh luôn. Có nhiều đài nước ngoài nữa, rồi nó có thêm cái gì trận banh trận bóng đang diễn ra các kiểu tin tức đó, nhiều đài nước ngoài với trong nước ha. Rồi, nhúng nước là thoải mái cả nhà. Rồi điện thoại của mình mà nhúng nước tầm xíu vậy thôi là ra khởi động đi mua trả góp liền á, chứ đừng nói lâm ngâm lâu như em nè. Thấy chưa, của Nhật nè. Nè, nó không sợ vô nước trong tai nghe nè, cái này chân sim nè, cái này sim nè, nè đây cổng sạc nè, đó có mấy cái nút nè, ba nút nè, nút trở về, nút home, đó nút đa nhiệm nè, nãy giờ mở gì nè, đó thoải mái cả nhà, mà có mấy trăm ngàn thôi. Thì ví dụ mà anh em nào nhiều tiền thì có thể mua làm máy phụ hoặc mua cho con cái kia, người già kia. Còn anh em nào ít tiền thì mua làm, có thể làm mua làm máy chính cũng được, có 4G đầy đủ đó, mà một sim mà. Đây có thể gắn được thẻ nhớ ha, mở này ra đó. Có flash camera cũng ok đó, nói chung là ngon lành cành đào quá nha. Hai hơn 100 mấy cuối cùng nha, không có nữa cả nhà ơi. Em mới chốt hụt 500 con rồi, có người giành rồi, thua đó. Của Nhật nha, nè Ubano, nhà mạng Âu, nhà mạng Âu nha, của Nhật.
Kính là sapphire luôn, quá sướng. Rồi, bây giờ em sẽ cài nhẹ một cái app cho cả nhà xem nè. Đây, đây là máy khác nha. Máy về nè, em sẽ tắt hết, xóa hết app cho cả nhà luôn. Thì gọi là làm máy nè, cho cả nhà nè. Từ tiếng Anh mà có thể chuyển thành tiếng Việt bật được 70% nha. Là quá lắm rồi cả nhà, nó bảo mật quá, em làm được có 70 thôi. Nó tắt hết tiếng nè, xóa bớt app cho cả nhà luôn. Tối ưu lại cho nó chạy nhanh hơn được xíu. Đó, một chút cũng là ngon rồi, tiết kiệm pin cho cả nhà. Pin gần 3.000 ha. Nói chung là ok cả nhà ơi. Dưới 800 không có con nào ngon nữa đâu. Nếu mà ngon chắc cũng chày da chóc dãy hết rồi. Đó. Kính sapphire luôn, khỏi cần dán màn hình luôn. Đó, em xóa bớt app cho nhà nhìn nè. Tự tay em làm nha. Đó. Nguyên cái kênh đồng hồ của em chỉ có một người, có khi có hai người phụ thôi. Đây, tự tay em làm cho cả nhà luôn, từng cái em gói luôn, em gói hàng luôn. Ai thương thì ủng hộ, còn không thì subscribe, follow kênh em cũng được. Đó, em xóa bớt app nè. Rồi, bây giờ em mở chế độ để cài. Đó, này bấm cho nó mượt hơn nè. Rồi kết nối nè, mở laptop lên nè. Màn hình cảm ứng nha cả nhà. Con này là Dell 7390. Rồi mở lên nè, cấp quyền nè. Ok nè. Đó. Hồi đó em có mở cửa hàng điện thoại nha, sửa chữa laptop điện thoại là dễ. Bình thường ở Vũng Tàu nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ mở nè, hỏi cấp quyền nó nè. Rồi bây giờ em sẽ cài một mớ app không dụng cho cả nhà luôn nè. Rồi bấm install. Đó. Rồi em bật nhanh chế độ nha. Rồi sau khi mà cài mấy cái app cần thiết xong ha. À quên quên, em còn phải đây đó, em không có giấu nghề ha, ai thích thì em chỉ luôn, cuộc đời có bao nhiêu đâu có nhà. Đây đó, copy mã nè, rồi mình cấp quyền cho cái app kia nó có việc tiếng Việt luôn. Đây gõ lệnh nè, ơi từ ha, đây gõ lệnh nè. Đâu ta? Adobe Sale. Rồi, ok nè. Đó. Nãy giờ có khách gọi rồi, bát cái dòng hồi nãy nữa. Cấp quyền rồi, ok. Rồi, bây giờ em sẽ làm những phần còn lại nè. Đây, lắp chơi có tiếng Việt nè. Thì video nó hơi dài, thì đó là những quá trình hoàn thiện một cái máy rồi mới giao cho khách ha, lau chùi sạch sẽ. Ví dụ con này nó bị dính thì em sẽ lau chùi, em nãy em bốc đại cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ tắt bớt đó, em hoàn chỉnh luôn, không giấu giếm gì cho cả nhà luôn. Nào, la bàn cây để mình gõ tiếng Việt ha, trong app ở trong máy là chỉ có tiếng Anh với tiếng tiếng Nhật thôi. Đó, em sẽ xóa bớt, tối ưu hóa hết luôn. Bàn phím là kích cỡ bàn phím là em khuôn nhỏ lại nè. Rồi phím em hiện khi phím phím số cho cả nhà dễ bấm nè. Âm thanh hiệu ứng tắt hết bạ đi, gợi từ khỏi luôn. Đó, tự động sửa lỗi khỏi luôn. Rồi ok, rồi bây giờ mới có tiếng Việt nè. Từ đang là nè, rồi đây gõ chữ V nè, dưới gõ VN nè, set bập đó, full tiếng Việt, ok chưa. Rồi ra đây nè, cài đặt nè. Đó, ok được 70% tiếng Việt rồi đó, vậy là xong ha. Còn này là app TV 200 miễn phí ha, còn em đang có 500.000 bộ phim miễn phí nữa, phim lẻ phim Việt kia miễn phí luôn, chạy cho Android, ai cần thì cứ inbox hoặc comment em tặng nha. Đó vậy là xong đó nha.
Đó, tiếng Việt nè. Đó, TikTok nè. Rồi. Đây xem YouTube không quảng cáo mà nhẹ dành cho điện thoại luôn. Còn này mở ra. Này mở ra cả nhà. Mở ra. Đó, mình tháo miếng đỏ ra. Mình nhét ông cố SIM vô. Đó, rồi, mình mở ra sao mình nhét lại y chang là vậy nha. Ở trên là hãy nhớ. Đó, rồi. Lụm kẹo. Tặng thêm cho cả nhà sợi dây sạc nữa. Free ship. Đó, bảo hành này kia. Thì nói chung là hàng loại A nha. Mấy cái này là em chà xíu rồi ra. Con này em bóc đại chứ đa số là đẹp nha cả nhà. Chứ không phải vậy đâu. Mà cái này không sao, chà xíu ra, không tin em làm luôn. Đây em làm luôn ha. Trời ơi. Chuyện nhỏ đó nha em. Em từng đi làm lính gốc năm 2012 đến giờ mà. Đồ ăn rớt xuống đất em còn lụm lên ăn được có gì đâu. Đó. Tự nấu tự ăn cho bộ đội cũng được. Có khi em ở con mình hoặc hai người không có điện trong vòng 1 tháng cũng được mà. Đi hái củi này kia. Đó, hái củi, củi ướt luôn nha. Đó, giờ mình phơi rồi mình ấy tự trồng rau tự ăn, múc nước giếng này kia bình thường. Đi núi nha, chứ không phải trong rừng trong núi. Đó, ok chưa? Ok chưa? Đó, sạc. Chỗ nào mà ấy là em chà. Chứ không phải là chày nha, mấy con chày là em tính sao? Mấy con mà chày em sẽ bán giá rẻ. Thì từ từ chưa? Kỹ chưa? Đó, nước nè. Rau chùi. Cả nhà làm heo đi bụi luôn nha. Rồi. Kết thúc cuộc tình. Mời cả nhà lụm kẹo ha. Inbox chút nữa.